Nhà cháu đang về rồi. Rồi lắm hôi hổi, chả lướng ngon. Hai chị ăn giống nào? Bác Sùng ảo, bác ăn cho bố con nhà. Đây là lòng già đúng không? Dạ. Chú không đuổi à? Thế không đuổi á? Vâng. Đang bị bục nha. Bục à? Thế thì lại bất đoạn à? Để làm rồi các bạn nào chuẩn bị lạc cho mình nhé, để mình giã luôn. Mặt răng. Băm cho mình ít mỡ vặt nhé, để mình làm rồi đấy ạ. Và rau thơm và tiết mùi tàu rau răm quế các bạn ạ, hành lá băm nhỏ đây và tiết heo đây ạ. Mình đã làm sạch rồi đấy nhé. Dạ dày mình đang luộc đây ạ. Dạ dày luộc để cho nó chín nhé. Dạ dày gan heo. Đây. Mì chính đây. Cho mẹ nè. 6 giờ sáng đang làm gì đấy? Rồi. Đánh tiếp canh. Nó phải live stream. Bác đây cái này là để lại chi. Đây là đồ nghề chuyên dụng đấy hả bác Hoa? Bác ăn chơi phết nha. Ăn chơi lắm. Đưa lên. Hành chưa đủ bác ông ơi. Này bán được. Bác đang trong thành. Mình chính không? Ít nữa bác em mở. Mình chính nha. Thế thôi đúng không? Ngân Nga lên nhà mới à bác Thủy? Đâu, nó đang ở trong buồng kìa. Giờ im thế. Chứ lại về nhà mới đâu bảo. 15, ra mời cho ông đi năm 19 nữa. Để cho nó lên chơi không thấy tiếng. Mình pha thêm vào đây ít nước nữa thì nó mới được nhiều như vậy. Đưa đũa cho con. Đưa đũa à? Cái này nó nói là bí kíp của ông ăn. Thì cái nạnh này nó nhanh đun sống. Nhanh đun. Đây các bạn là khi phần lòng non nhé thì mình trần qua, sau đó thì mình cho vào nước lạnh. Và các bạn nhớ là đậy cái gì lên để cho nó không bị nổi lên thì nó sẽ trắng được như thế này. Đấy. Tập bao lâu? Bắn ngón tay rồi ấy. Không, đúc như ông ơi. Đúng đúc đi tiếp đi vào đấy nữa. Thôi bỏ đi. Hai cây kia mới hết rồi. Xong hết rồi. Xong hết rồi. Chờ, lẽ rồi, chờ. Thế chả đúc lốt cho này làm gì? Dạ dày ấy. Ngon luôn. Kiên ăn thử không con? Con không dám. Chưa ăn được. Con chỉ muốn ăn rồi chứ. Trần. À rồi chứ. Lòng. Trần. Con chỉ muốn ăn lòng nữa. Ừ. Đưa bố đi đĩa to ngoài kia đi. Mấy. Này con bưng ra mua cái. Sao đây con? Trần lại đi cả. Bà cho mình. Con đi gấp chém mà vẫn được.
Các bạn cho mình vào đây thìa mì chính này. Rồi em thay hành đi. Hành thái để mình ướp vào đây nhé. Không đem đi thìa. Okay. Thôi ướp nữa là được. Thìa nước mắm nữa. Bóp tay đều lên cho nó ngấm gia vị vào. Các bạn để cho mình 1 đến 2 giờ sau mình nướng nhé, thì nó sẽ ngon nhé. Sụn ý thì nướng nào thôi. Ngon lắm. Nướng sụn ngon lắm. Ông ướp này ngon. Vâng, bạn đi lại chứ. Quay ngày mấy khi. Hành các bạn sẽ đập ra để mình giã ra nhé. Để mình ướp. Mình cho vào đây 2-3 quả ớt nữa. Bạn này ăn được cay thì hãy cho nhé. Rồi, hành tỏi thôi. Hành khô, tỏi khô, tỏi ca. Anh vẫn ở nhà chứ nên à? Tỏi cầm việc. Chờ mình. Anh ấy kêu là cháu không có đang cháu đi Hà Nội, cháu ở nhà không bà nhà. Mà chờ. Tắm dưới rồi, ngủ đi ngủ, tắm dưới rồi. Nếu thì con lấy gì đây, nó lấy đó. Được rồi chị ạ. Rồi, ngon chưa? Rồi, ướp thế thôi nhé. Bây giờ ông vào để vớt cho cháu con gà vậy. Đấy, các bạn ướp cho mình 2 giờ nhé. Chả của mình nhé, sau khi mình ấy xong ấy, mình cho vào bếp than để mình nướng đây ạ. Rất là ngon như thế này. Hôm nay nhà mình làm cỗ tất niên, cuối năm tạo mộ cho nên là nó hơi tấp nập, quay không mấy lắm ạ. Đấy, có cái lò nướng thế này rất là tiện luôn.